Mình chuẩn bị giao cái động cơ F4 cho bạn mình ở bên Vĩnh Gia, Vĩnh Điều các bác. Con này F4 luôn nhớ cò, quá mới luôn. Con này mình mới về, mới vệ sinh chúng chưa có kịp đăng lên trang nữa. Bạn mình ổng mua, nó cũng gọi mấy ngày nay quá em, cũng không ở không quay lên. Thì mới vệ sinh xong quay máy luôn. Nó sinh xong cái quay lên cho ông anh mà nóng chốt luôn rồi chuẩn bị giao. Cái phía nữa thì xe tới giao luôn. Quay máy nổ cho quán chèm nghe tiếng máy nha, máy này quá đã luôn. Ở chỗ mình còn không ta? Chỗ mình còn thứ này không? Hả? Còn, còn điện thoại mình lôi ra mình vệ sinh xong mình quay tiếp tục. Con này thì mình chốt rồi, cho ông bạn mình rồi. Quay đi con. Tiền đụng đất nha. Bỏ chạy anh đi đi. Ủa anh không lấy cái sàn sao nằm đứng được? Nằm đứng nha. Được không? Quá êm luôn. Cực kỳ. Xong có chơi chưa? Để lên nha. Không có để lên xong đàng hoàng kêu lấy xuống đủ xăng à. Anh về con. Rồi ok. Máy. Máy rồi. Con này thì nó có tài quay kim luôn á em. Rồi lên Khanh. Có hai quốc. Hai thằng rồi, rồi. Để con dỉnh xe đi, dỡ cái đầu xe cho thấp xuống. Cũng bị lên đường luôn. Vĩnh Gia, Vĩnh Điều. Đây luôn. Được không nha? Ok không? Đó. Bên nào đó cho nó đều bên. Bên này chút xíu con, nghiêng bệnh nữa. Bên này chút xíu nghiêng bệnh nữa. Lọc, thôi. Lên điện thoại cho ba con nghe cho Khanh. Chú anh chị em nào có cần sử dụng máy bự nhỏ gì đó thì alo giùm em nha. Đấy. Thì mình giao xe quá cho em thì cái phí nó mắc hơn mà về theo chút xíu thôi. Thì tùy theo anh em cô bác anh chị em nào mà thích cái phương tiện như thế nào đó, tao quay ghim bỏ lên để quên thì giao phương tiện đấy thôi. Chứ cũng mọi người mỗi ý khác nhau. Giao Viettel thì nó mấy ngày quá nha. Còn giao xe này thì chạy mấy tiếng đồng hồ. Thì cô bác cho em phụ thêm phí tiền xăng chút xíu thôi là ok rồi. Nói chung miễn cô bác cho em mua là quý rồi. Kệ. Lời nó cũng quan trọng nhưng mà nó cũng không có bằng cái tình cảm của anh chị em đối với mình. Cô bác cho em mà tin tưởng bên em thì rất là ok. Con này thì giao luôn em kiếm vài trăm bạc. Con này nhớt nuôi cò nha. Mới quá mới mới ken luôn. Tin giá mình bán mềm ghê hồn. Rồi cảm ơn các bác cho em rất là nhiều nha. Có sử dụng động cơ gì đó thì alo giùm em. Cảm ơn rất nhiều.